Jogabola, Be The Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Chúng ta cũng đến với sơ đồ hàng đẫy để đón xem trận đấu trong khổ vòng đấu thứ 15 của giải đấu vô địch quốc gia Đá bóng V-League 2023-2024. Cuộc đọ sức giữa hai câu lạc bộ Quốc Hà Nội và Sông Lam Nghệ An. Đội hình ra sân của câu lạc bộ Quốc Hà Nội với sơ đồ 4-3-3 với thủ thành Nguyễn Philip, bộ tứ vệ Hồ Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh và Văn Phương. Ở phía trên là Junior Zanio, Văn Luân. Cùng với đó ở phía trên chúng ta vẫn thấy có sự có mặt của Giovane, Julio Jefferson Elias cùng với Quang Hải ở phía trên đá lệch phải. Tổ trọng tài điều khiển chính trận đấu ngày hôm nay, trọng tài chính là ông Mai Xuân Hùng, trợ lý trọng tài thứ nhất là ông Nguyễn Trung Hậu, trợ lý trọng tài thứ hai là ông Nguyễn Thành Trung. Còn đây đội hình ra quân bên phía Sông Lam Nghệ An, đứng trong thành là thủ môn Văn Việt, các hậu vệ là Nguyên Hoàng, Văn Thanh, Mario và Đình Hoàng, các tiền vệ là Văn Việt, Bá Quyền, Anh Tú, Quang Tú và Sasset. Đá cao trên công đó là Mạnh Quỳnh và Olaha, huấn luyện viên trưởng của Sông Lam Nghệ An đó là Phan Như Thuật. Và hiệp 1 của trận đấu chính thức bắt đầu. Mục đích của hai đội bóng ở trong trận đấu ngày hôm nay chắc chắn là 3 điểm rồi. Tại vòng đấu thứ 15 này thì theo thông báo của mình đã có 44 cầu thủ thi đấu. Giovane đưa bóng vào, rất nguy hiểm. Đường chuyền hơi cao so với vị trí của Elias. Đưa bóng vào. Olaha xoay trở tốt, sút không vào, và cú đua của Nguyễn Philip. Đội đầu tiên trận đấu đã thuộc về đội khách. Rất tập trung, đó là những gì mà chúng ta thấy ở Nguyễn Philip. Anh hiểu rằng Olaha là một cầu thủ rất lợi hại. Một nhịp đỡ bước một, xoay trở tốt để loại bỏ sự đeo bám tới từ Bùi Hoàng Việt Anh và mở ra góc sút của Olaha. Nguyên Hoàng phải giáp rất nhanh, vẫn là cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Cú đá để giải quyết tình huống cũng là hợp lý thôi. Công an Hà Nội và phải success, vẫn là success. Làm gì đây, đưa bóng vào. Olaha xoay trở dứt điểm, rất đáng tiếc. Thêm một cơ hội nữa dành cho Sông Lam Nghệ An và cho cá nhân của Olaha. Vẫn còn nhiều. Zanio, Quang Hải dứt điểm, không vào. Cú đá chim sệt căng và ấn tượng tới từ Hồ Tấn Tài. Quá hiếm những pha phối hợp đẹp mắt như vậy của các cầu thủ Công an Hà Nội. Quang Hải đáy đầu không được, bóng lập bập. Quả đá phạt góc tiếp theo, liên tục là những quả đá phạt góc dành cho Công an Hà Nội. Phút tiêu thứ 45. Ở trong hiệp 1 thì Quang Tú cũng đã có một pha đột phá dưới biên, sau đó tạt vào cho Olaha xoay sở để dứt điểm ở góc hẹp. Giovane, vẫn là Giovane. Ngọc Long, cơ hội. Pha bóng mà hai cầu thủ của Câu Hà Nội đã tranh chấp trên không, từ Jefferson Elias đến va chạm với Hồ Tấn Tài. Trong đó thì đà lao vào của Hồ Tấn Tài, anh đã đập đầu vào gáy của Jefferson. Trong một trận bế tắc thì luôn luôn phải nhìn về hướng của những ngôi sao. Ngôi sao nào sẽ có thể tỏa sáng. Giovane, không, đấy là Jefferson Elias. Rồi đây rồi, vào! 1-0 dành cho Câu Hà Nội. Bàn thắng đã tới khi mà chúng ta đặt ra một câu hỏi. Jefferson Elias. Vừa rồi là sự kết nối rất tốt của Quang Hải cho Jefferson Elias. Với kỹ thuật cá nhân, với tình huống cài đè khôn ngoan và xoay sở dứt điểm không quá mạnh nhưng nó quá hiểm hóc. Bóng đi nhẹ nhàng và hạ gục thủ môn Văn Việt. Như vậy là có vẻ như với cái giơ tay của không công nhận bàn thắng trọng tài, Jameson đã rơi vào thế biệt vị.
cánh tay của Jefferson đã ở dưới hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Quá đáng tiếc cho Công an Hà Nội. Những cái ngón tay thôi. Rất nguy hiểm. Mario Cevic là người để mất bóng và đây là cơ hội. 1-0 dành cho Hà Nội. Lần này thì không có tình huống phạm lỗi nào nữa cả. Và Văn Thành đã trừng phạt sai lầm của Mario Cevic. Một trung vệ được coi là chắc chắn nơi hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An đã mắc sai lầm. Cái chết nặng người của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Và Văn Thành đã băng lên rất nhanh như một cơn gió và có một tình huống sụp bóng qua người của thủ môn Văn Việt. Đưa bóng vào. Khá nguy hiểm. Hồ Tấn Tài là người đã chạm bóng. Chúng ta vẫn thấy rất nhiều lần những pha băng vào dũng mãnh của Hồ Tấn Tài, mặc dù Hồ Tấn Tài đã bị đau trong pha không chiến trước đó. Mạnh Quỳnh. Khá nguy hiểm, cơ hội đấy rồi. Bàn thắng dành cho cao thủ Sông Lam Nghệ An, nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Zebic đã chưa thể lập công chuộc tội, nhưng chúng ta cũng sẽ được xem lại tình huống cụ thể này. Đây là một trận đấu có VAR. Dứt điểm, cơ hội dành cho Quang Hải. Liệu có hiệu quả hay không? Quang Hải vào. 2-0. Vẫn là Quang Hải, trận sút đội tốt nhất của Đại Quốc Felix. Cú đá phạt đẳng cấp của Quang Hải. Và chắc chắn là một chiến thắng đến lúc này dành cho câu lạc bộ Cô Hà Nội với khoảng cách 2 bàn. Sai lầm từ pha mất bóng của Olaha và tiền đạo bên phía Sông Lam Nghệ An đã mắc lỗi ở trước đầu vòng 16m50 và Quang Hải đã thực hiện thành công quả đá phạt. Với 3 điểm này thì tạm thời Hà Nội sẽ vượt qua BKB Bình Dương để chiếm lấy vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Nhưng mà BKB Bình Dương đã hòa không đều với Tiền Công Viettel. Như vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2-0 với những bàn thắng được ghi do công của Vũ Văn Thanh và bàn đá phạt đẹp mắt của Quang Hải. Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và Công Hà Nội vẫn đang tiếp tục bám đuổi. Đội bóng đang ở phía trên là câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, khoảng cách là 4 điểm. Chờ đợi trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Maryland Quy Nhơn Bình Định vào ngày mai tại sân Thiên Trường. Đến đây thì buổi bình luận trận đấu chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây và ngay sau đây sẽ là phần bình luận trường quay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.